Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ba danh ca của chúng ta ngày hôm nay là những giám khảo thì danh ca Thái Châu là nam ca sĩ duy nhất. Nhưng mà rung rủi thế nào thì nữ thí sinh duy nhất của chúng ta đó chính là Phương Trinh Jolie lại chọn đúng lá thăm với tên của anh Thái Châu. Chắc hẳn đây sẽ là vần thi đầy ấn tượng. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường mà Phương Trinh Jolie đã đi qua để đến với đêm chung kết ngày hôm nay. Phương Trinh Jolie đến với Hãy Nghe Tôi Hát với ấn tượng đầu tiên là hình ảnh một diễn viên có nghề, một ca sĩ nhạc trẻ hiện đại. Cô ngả nón cho sắc đẹp của Phương Trinh. Nhưng cô đã nhanh chóng chứng tỏ bản thân qua những thử thách khó vượt với một người chuyên hát nhạc trẻ. Phương Trinh hát và diễn làm cho cô cảm động. Tất cả, cô không có một cái lời nào để chê trách em. Và hôm nay, Phương Trinh Jolie tự tin bước vào đêm chung kết với thử thách cuối cùng của đêm chung kết. Và sau đây sẽ là phần dự thi của Phương Trinh Jolie. Cô gái cứ mỗi lần đến là một lần mang theo bí mật. Với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc Tình Đầu Tình Cuối. Chúng ta hãy cùng chào đón phần dự thi của Phương Trinh Jolie. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Biết thức trắng, biết trông vắng và biết nếm trái đắng. Cơn mộng thôi mà người đời được nhìn cơn mộng.
buồn trôi, lúc bơ ngơ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh. Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuông vẫn không như lòng muốn. Tình trần thì vẫn quá bất ngát, mà đời trần thì vẫn thay quá ngắn. Thành một đời người chỉ toàn ôm kỷ niệm mà thôi. Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao em hôn lan tóc rồi? Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Anh ơi, anh đâu rồi? Mộ bia để tên anh đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Vì tình đầu là tình cuối, đau lòng nhau. Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao em hôn lần tóc rồi? Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Anh ơi, anh đâu rồi? Mộ bia để tên anh đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Vì tình đầu là tình cuối, đau lòng nhau. Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao em hôn lan tóc rồi? Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Anh ơi, anh đâu rồi? Mộ bia để tên anh đâu? Với một nhạc cảnh mang lại rất là nhiều cảm xúc, và bây giờ chúng tôi đang muốn nhận được lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời danh ca Thái Châu. À, tôi nghĩ cái tiết mục này đó, những cái người trẻ mới gan dạ mà làm cái hoạt cảnh như thế này. Cái quan trọng ở đây mà tôi đánh giá cái tiết mục này là mới mẻ, có cái ý tưởng hơi chút xíu táo bạo, và đồng thời vẫn giữ được cái cảm xúc nội dung của bài hát. Em là một diễn viên và em có một cái chất giọng đặc biệt. Em hát lên là người ta biết ngay Jolie Phương Trinh. Và đồng thời em có sự nghe là cân nhắc trong cái bài hát, từng đoạn phát như thế nào, cảm xúc như thế nào để mình chia sẻ cho cái bài hát đó được dung hòa cảm xúc. Đó là một cái đức tính, một cái cá tính tốt. Hòa âm và dàn dựng quá tuyệt vời. Em đã hát, em đã diễn trong cái bài hát này. Em biết phân tách và em biết cái khúc nào em phải diễn như thế nào. Đó là mỗi một người ca sĩ với nhiều năm kinh nghiệm người ta có. Thì em đã rút ngắn cái thời gian đó cho cái tên tuổi của mình. Cho Giao Linh ý kiến chút xíu nha. Mấy cái câu đầu Trinh để ý chút xíu. Mỗi một cái chữ đó Trinh, khi mà mình phát âm đó, cái ngân của Trinh nó thiếu. Ngoài cái diễn xuất của mình mà mình còn cho khán giả thấy mình hát rất là trữ tình, rất là hay, thì là Giao Linh nghĩ Phương Trinh sẽ thành công rất là nhiều trong tương lai. À, Phương Trinh có một cái lợi điểm hơn hai bạn ca sĩ kia là bản thân Phương Trinh là một diễn viên điện ảnh. Thì cái lời, từng chữ ở trong cái đây á, thì lại tôi lại thấy rất là, nó rất là đúng với là cái kịch tính của kịch bản nó dựng ra. Mà tôi thích nhất là hai chỗ, cái chỗ là không nắm được cái tay của người kia mà cứ muốn nắm mà cứ giật lại, nắm giật lại. Đó là một cái diễn viên mà diễn điện ảnh có nghề mới làm được. Và cái thứ hai nữa là đi sau khỏi một cái bức màn thế giới lại nằm ở phía sau, lại hai người lại đến với nhau. Đó là hai cái điều mà mình cảm thấy rằng nó nói được cái ý nghĩa. Ngoài ra thì cái phần trình diễn với cái lời hát thì không có còn lời gì để nói được nữa rồi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Phương Trinh Jolie là 9,6 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, và tiếp theo sau đây là một chàng trai có nụ cười thật hiền lành và rất thư sinh, đó chính là Lâm Vũ.
anh đã chọn được lá thăm với cái tên Nữ Hoàng Sầu Muộn, Giao Linh. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thật ấn tượng của Lâm Vũ trong suốt chặng đường vừa qua. Xin mời. Chàng thư sinh lãng tử là hình ảnh của Lâm Vũ từ những ngày đầu tiên xuất hiện trong Hãy Nghe Tôi Hát. Dáng dấp của một người thư sinh, giọng trầm ấm, ăn mặc vừa phải. Mỗi vòng thi là một cơ hội để Lâm Vũ thể hiện giọng hát đẹp và truyền cảm của mình. Từng bước chinh phục dòng nhạc trữ tình Bolero. Rất là khen Vũ đó, đã làm kỳ công và tiến bộ ha. Chúc mừng Vũ nhiều. Đêm nay Lâm Vũ sẽ cho thấy anh sẽ gắn bó với nhạc tình vượt thời gian như thế nào. Quý vị khán giả thân mến, ca khúc mà ca sĩ Lâm Vũ lựa chọn thể hiện trong phần thi ngay sau đây của mình là một ca khúc ngay cái tên thôi đã thấy buồn rồi. Và trước đây, khi Nữ Hoàng Sầu Muộn danh ca Giao Linh thể hiện ca khúc này đã khiến cho chúng ta thấm thía nỗi buồn ấy. Vậy ngày hôm nay, Lâm Vũ có mang lại cảm xúc đó cho chúng ta hay không? Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Ngày Buồn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu. Alo, em nghe. Em à, em suy nghĩ lại đi. Em đừng đi được không? Anh cần em mà. Em xin lỗi, mình hết thật rồi nè. Em, alo, alo. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn một số kia. Em nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mong lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi.
ái ân mình vui mấy lần. Giờ thì đớn đau chọn một số kia. Em nói gì, em hứa gì, em ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Em ơi tiếc đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa ước hoen mình. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mong lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo nhé. Bạn thật là gan dạ. Xin mời danh ca Giao Linh ạ. Giao Linh và Lâm Vũ cũng đã hát chung với nhau rất là nhiều và đã từng nghe những nhạc phẩm mà Vũ đã hát. Hôm nay thì Giao Linh nhận xét là Vũ chọn cái bài rất là hợp với cái giọng của mình. Vũ hát làm cho Giao Linh nhớ lại rất là nhiều kỷ niệm. Không có gì để phê bình nữa. Cho nên Giao Linh nhận xét là Vũ hôm nay hát rất hay. Trong cái bài Ngày Buồn này đó, mỗi một cái cuối câu hai chữ chót con lên, nó không có mùi. Mà để cho người ta thấy rằng tôi hát rất là sung mãn. Nếu mà nói truyền cảm cái bài này đó, thì con không được 100%. Con không có cái đủ tự tin của mình để bỏ nhỏ hai cái chữ chót. Cô chỉ nhắc con chừng đó thôi. Bây giờ tôi có cớ để tôi cãi với bà chị của tôi rồi. Chị ơi, bây giờ như thế này, cái bỏ nhỏ đó ai cũng muốn bỏ nhỏ, kể cả những ca sĩ hạng A đương thời. Nhưng mà đây là một cái chuyện rất là khó, khó lắm luôn. Không phải ai muốn bỏ nhỏ cũng dễ đâu. Nghe nè, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, đúng không? Tức là mình ếm hơi lại đó. Nó tinh tế lắm, khó lắm, phải dùng cái chữ rất khó. Trăm vàng xin chị đừng có bắt em nó nhỏ quá, nó bỏ nhỏ quá tội nghiệp cho em nó. Tại không tự tin thôi. Thử thử 1, 2, 3. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Là tại sao cái trường phái của Lâm Vũ đó hồi nào giờ cũng không hát cái tử tình, hát nhạc trẻ, mà bây giờ muốn ếm hơi cả một vấn đề. Cái nốt đó, đó nó khó xuống lắm. Bỏ nhỏ quá nó sẽ tuột. Theo em thấy là nó cũng tốt lắm rồi. Lại là một Lâm Vũ toàn là hát nhạc trẻ không lần. Mà hát mùi như vậy là đã ngon lắm rồi. Thấy không? Bởi vậy em mới nói là trăm lần xin chị. Chị có góp ý cho em đó là mình đừng có lưng chừng, mình đừng rửa vơi. Đây anh thấy rằng, anh biết rằng là em sẽ phải xuống cố gắng làm cho nó mềm. Nhưng mà mình cố gắng mềm chi nếu mà mình không phải là sở trường của mình, thì thà là mình hát sở trường của mình. Bởi vì hãy nghe tôi hát theo kiểu của tôi. Mình có quyền, không sao cả. Xin là đừng có nghĩa là bắt quá cái vấn đề mà ếm hơi này. Nó rất là khó. Nhưng mà tương lai thì các em cứ tập nha. Tập anh nghĩ là được thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim mà, tập sẽ được. Nếu mình theo dõi, mình trung thành với cái dòng nhạc này, thì cái đoạn, cái bài riêng cái tiết mục này, cái đoạn đầu á, em hát anh có cái cảm giác chưa thoải mái.
Nhưng mà sau văn tấu đó thì cảm xúc rất là đẹp, hát rất là đẹp, cái gì tôi cũng vừa ý từ sau văn tấu. Cảm ơn những lời dặn dò cũng như là những góp ý, những cái kinh nghiệm rất là chân tình mà ban giám khảo đã dành cho Lâm Vũ trong tiết mục vừa rồi. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lâm Vũ. Số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lâm Vũ là 9,6 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa chứng kiến phần dự thi của các thí sinh với các bài hát của các giám khảo chủ đề. Dĩ nhiên đây là một cái phần thi rất là khó, bởi vì các bài hát đã trở nên rất nổi tiếng rồi mà lại được các danh ca của chúng ta đã từng thể hiện rất thành công nữa. Nhưng ở phần thi tiếp theo là những bài hát thuộc sở trường của các thí sinh. Liệu các bạn ấy có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Anh Thơ nghĩ sao? Em không nghĩ như vậy đâu anh Nguyên Vũ ạ. Quý vị biết không, có nhiều người nói là các thí sinh, các ca sĩ mà được hát bài sở trường của mình thì dễ quá rồi. Thế nhưng điều đặc biệt của đêm chung kết Hãy Nghe Tôi Hát kể từ mùa 1 cho tới bây giờ, đó là các ca khúc mà thí sinh lựa chọn sẽ được giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Quang thực hiện lại các bản hòa âm hoàn toàn mới, và các thí sinh của chúng ta sẽ chỉ được nghe trước giờ lên sân khấu dự thi mà thôi thưa quý vị. Liệu các thí sinh của chúng ta sẽ vượt qua thử thách quen mà lạ này như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên, đó chính là Hồ Việt Trung. Ai chôm chôm đi, chôm chôm 15.000 ký vừa ngon vừa rẻ anh chị ơi, mua chôm chôm anh chị ơi. Chú ơi, 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 chú... Rồi, đi luôn. Em gì đó ơi. Dạ, anh mua chôm chôm hả anh? Em bán chôm chôm có chạy xe ôm không? Trời đất ơi, anh giỡn hoài. Chôm chôm là chôm chôm, xe ôm là xe ôm. Chôm chôm với xe ôm đâu có liên quan gì với nhau đâu anh. Bây giờ là anh chôm hay anh ôm? Anh ôm chôm chôm. Trời ơi. Phải, em làm anh biếu, anh nói tầm bậy tầm bạ. Ý anh muốn mượn cái xe của em. Trời ơi, anh muốn mượn cái xe thì anh nói đại từ nãy tới giờ đi, thiệt tình á. Nhưng mà... chôm chôm mùa chôm chôm kỷ niệm với bao nhiêu nồng thân, có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn, định mệnh xui khiến em sắm đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, gửi trong theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình ban sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi chào nhau mối duyên đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù nghèo vấn đề tìm hoa, tương lai mình như thế. Anh đi làm mong giáo và em mua bán trông trông. Thế rồi mùa mưa tới, mùa trông trông chín rồi, thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dân ngập lòng. Vì người yêu thoáng xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu. Bên nhau lòng phơi phới tin yêu về dáng lối, tình đẹp mùa trôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ biết được số điểm mà 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Hồ Việt Trung. Số điểm mà quý vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Hồ Việt Trung là 9,7 điểm. Chúc mừng bạn.